Hoan hỉ đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm 2023 này sẽ giúp quý vị biết được rõ tổng quát vận mệnh của mình trong năm như thế nào. Mỗi đợt Tết đến xuân về, việc xem tử vi cho tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 là việc làm hết sức cần thiết, sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt nhất để đối mặt với những biến cố sắp xảy ra trong năm nay. Đó cũng là lý do quan trọng nhất khiến cho bạn không thể bỏ qua phần luận giải vận mệnh, vận hạn trong tử vi cho tuổi Bính Ngọ trong năm 2023 Quý Mão. Xem tử vi cho tuổi Bính Ngọ trong năm 2023 này cho thấy, tuổi Bính Ngọ tam hợp với Thái Tuế Nhâm Dần nên năm nay là một năm khá là tốt đối với người tuổi Bính Ngọ. Về công danh sự nghiệp có những bước đột phá nhất định. Hơn nữa năm nay tuổi Bính Ngọ được thần tài ban lộc, giàu sang phú quý. Về tổng quan năm nay là một năm khá bình ổn về tài chính của quý vị. Tuy có những tháng cần phải suy nghĩ hao tổn về sức khỏe một chút, nhưng mọi việc đều có thể giải quyết một cách êm đẹp. Sau đây là phần luận giải tử vi cho tuổi Bính Ngọ trong năm 2023 Quý Mão. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh Thái Tuế khi cúng sao cờ ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Bính Ngọ sinh năm 1966 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 Nam Mạng trong năm 2023. Nếu vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp, những người tuổi Ngọ sinh năm 1966 sẽ gặp phải khá nhiều điều không như ý muốn. Bản mệnh phải chịu sự cạnh tranh gay gắt hoặc nhiều yếu tố cản trở, khiến kế hoạch khó có thể hoàn thành đúng thời hạn. Người làm ăn kinh doanh cũng vướng phải nhiều khó khăn, thậm chí chịu đựng sự ganh đua thiếu lành mạnh của đối thủ. Những lúc như vậy, bạn cần bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề, chớ nóng nảy kẻo rơi vào bẫy. Phương diện tình cảm cũng không thực sự thuận lợi, bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn với nhau, nếu không có cách giải quyết khéo léo thì dễ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Bính Ngọ sinh năm 1966 Nam Mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thái Bạch, vận hạn là toán tận, hạn tam tai, năm 2023 gia chủ không phạm tam tai, hạn hoàng ốc, không phạm hoàng ốc, kim lâu, không rơi vào kim lâu. Về địa chi, bị tác động mạnh bởi cục diện phá Thái Tuế, báo hiệu một năm đầy biến động, thăng trầm, vất vả, ngược xuôi. Xét về mối quan hệ thiên can Bính Dương Hỏa gặp Quý Âm Thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong năm nay, những gia chủ Bính Ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen dẫn tới thất tài không đáng có. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Bính Ngọ sinh năm 1966 cần chú ý tháng Sát Tý, tháng 11 âm lịch, từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Bính Ngọ. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Bính Ngọ sinh năm 1966 Nam Mạng. Trong năm 2023, gia chủ Nam Mạng Bính Ngọ sinh năm 1966 gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu nhân hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều về tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng, để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất là vào tháng 2, 5 và 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Hóa giải, thời gian cúng sao giải hạn sao Thái Bạch vào 18 đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 hướng vào lễ chính Tây để làm lễ giải hạn. Lưu ý về việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cắt tường, cầu may hay là dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, đá thạch anh đen. Để giải hạn được sao Thái Bạch, mọi thứ cần chuẩn bị phải có màu trắng. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu trắng gói lại hoặc lót giấy màu trắng xuống phía dưới, sau đó đặt lễ lên trên. Bài vị dùng sớ viết giấy màu trắng.
Tây Phương canh Tân Kim, Đức Thái Bạch tinh quân vị tiền, lạy về hướng Tây vào lúc 18 đến 20 giờ. Qua 20 giờ đêm bài vị vào nhà, cho đốt là được, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Bạch thuộc hành Kim nên trong năm này, mệnh chủ nên tránh hoặc may dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc phong thủy của người này là màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành Thủy. Dùng người thì nên thận trọng, chớ tin người thái quá. Những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hòa sát cầu an. Gia chủ Bính Ngọ sinh năm 1966 năm Mạng năm nay gặp hạn toán tận, chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ chúng. Có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau: toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy hạn này xuất kỵ với nam giới, thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng, ứng phó. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia chủ cần hết sức chú ý. Hóa giải, vốn toán tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự tính trước được. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc ở trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Không những thế còn tránh được tình trạng xây sát nguy hiểm tính mạng khi bị kẻ xấu giật đồ. Mọi việc trong cuộc sống như tình cảm, gia đình, vợ chồng, các mối quan hệ nên cẩn thận và chú ý hơn. Bởi năm nay gặp đại hạn toán tận, không nhẹ thì nặng, chắc chắn tai nạn bất ngờ sẽ kéo đến. Sau đó gia chủ nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính trong sổ đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Luận tử vi Bính Ngọ sinh năm 1966 năm Mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đầu xuân năm mới bên gia đạo, gia chủ tuổi Bính Ngọ nam Mạng cần chú ý về công việc làm ăn có thể gặp phải vấn đề. Tháng 2, làm công việc gì cũng được quý nhân giúp đỡ. Tháng 3, gia chủ cần chú ý về sức khỏe trong tháng này không được tốt, công việc trong tháng này có người phá hoại. Tháng 4, có thể gia chủ sẽ thay đổi chỗ ở trong tháng này. Tháng 5, được quý nhân giúp đỡ cho nên công việc trong tháng 5 được hanh thông, thuận lợi và có tài lộc tới. Tháng 6, gia đạo của gia chủ tuổi 1966 năm Mạng tháng 6 có chuyện buồn đưa tới, mối quan hệ tình cảm của thành viên trong nhà cũng không được tốt. Tháng 7, đây là tháng gia chủ nên chú ý, cẩn thận việc di chuyển xe cộ hoặc có thể mất mát tiền bạc của cải. Tháng 8, tháng này gia chủ có sự tiêu pha nhiều tiền bạc vào các công việc kinh doanh làm ăn, tốt nhất trước những dự định đầu tư nên tính toán kỹ lưỡng. Tháng 9, công việc làm ăn ở trong tháng có sự phát triển mở rộng thêm, tuy nhiên gia chủ cần cẩn thận có kẻ xấu phá hoại. Tháng 10, được quý nhân giúp đỡ, công việc trong tháng này gia chủ Bính Ngọ được thuận lợi, tuy nhiên chú ý tình cảm giữa vợ chồng không tốt. Tháng 11, trong tháng này gia đình của gia chủ có chuyện buồn đưa tới hoặc có tang sự nên cần lưu ý. Tháng 12, mọi công việc kinh doanh làm ăn trong tháng cuối năm của gia chủ bình thường và ổn định, tốt nhất không nên đầu tư nhiều tiền bạc trong tháng này. Tổng kết tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 năm Mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Xem tử vi tuổi Ngọ năm 2023, sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ nam Mạng này chưa có nhiều điểm sáng nhưng cũng không gặp nhiều vấn đề đáng ngại. Công việc chủ về bình ổn. Công việc chủ về bình ổn, có làm có ăn, làm nhiều hưởng nhiều, bản mệnh càng thông sáo càng sẽ đạt được lợi ích lớn lao. Đôi lúc có thể gặp thách thức nên vẫn không thể chủ quan, bạn càng làm việc cẩn thận thì càng hạn chế được sai sót dẫn đến rắc rối. Năm nay bạn cũng nên giữ nguyên mọi thứ như cũ, hạn chế thay đổi, chỉ cần bạn quyết tâm và chăm chỉ thì sẽ thu được nhiều thành quả tốt đẹp. Về tài chính, năm nay gia chủ sẽ gặp may mắn trong việc kiếm tiền. Một khi đã nắm bắt cơ hội gặp một người thay đổi cuộc đời của bạn, bạn sẽ có những tiến bộ lớn trong sự nghiệp và cải thiện đáng kể sự may mắn cho tài chính. Nếu có ý định kinh doanh thì cần phải tìm địa điểm giao thông thuận tiện, có lưu lượng người qua lại đông đúc, như thế mới dễ dàng thu hút được một lượng lớn khách hàng tiếp cận tự nhiên. Muốn kiếm tiền lâu bền thì cần biết tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ, ôm cây đợi thỏ. Về sức khỏe, xem tử vi sức khỏe gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 năm 2023, tình hình sức khỏe của bản mệnh có phần đáng ngại. Bước sang năm Quý Mão này, gia chủ Bính Ngọ cần phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi và tăng sức đề kháng cho mình bằng ăn uống đủ chất và tập thể dục thể thao điều độ. Trong năm, nguy cơ cảm cúm, mắc bệnh dạ dày, bệnh đường tiêu hóa hay gan phổi là khá lớn. Bản mệnh cần phải chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể để kịp thời đến thăm khám ở cơ sở y tế gần nhất và có phương án điều trị phù hợp.
nên sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya và đến những chỗ âm u, ẩm ướt hay mang nhiều tà khí, sát khí. Tuổi Bính Ngọ hãy dành thời gian rảnh để tâm sự, chia sẻ với người thân, cần tăng cường tình cảm gia đình, vừa giải tỏa áp lực cho mình. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cũng cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ Bính Ngọ sinh năm 1966 nam ạ. Về tình cảm gia đạo, tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2023 nam mạng về tình cảm khá là cát lợi, mối quan hệ với gia đình, người thân, đối tác rất hòa thuận trong năm 2023. Vợ chồng ân cần và thấu hiểu nhau, tình cảm sâu sắc, hòa thuận, ít xảy ra xung đột. Bản mệnh nên thường xuyên tương tác với cha mẹ và con cái, các thế hệ trong gia đình thường xuyên giao tiếp và giúp đỡ lẫn nhau sẽ giúp tăng tiến tình cảm. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi tuổi Bính Ngọ trong năm 2023 Quý Mão, phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Bính Ngọ. Qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023 hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.